Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Chỗ này có ai không mình nhỉ? À, có tiếng giảm thanh ở ngay phía trên à? Uầy, ngay phía trên các bạn ơi, xế xem mình nhá. Uầy, ghê vậy, uầy, ghê vậy, làm gì mà căng, uầy. Làm gì mà căng, làm gì mà căng, xanh mộ cho bạn. Uầy, bạn ơi là bạn ơi. Bạn ơi là bạn ơi, buồn chưa bạn ơi, đai chưa, buồn chưa. Uầy, có cả áo da cả, ngon. Phóng rượu thì hết đạn rồi nha bạn, nên là mình sẽ không cần nhá. Mình lấy gô ra thôi. Tuyệt vời nha em ơi. Giảm thanh nữa hả? Ok. Thế thì kẹo trang bị giảm thanh lần này. Vứt cái nòng số 1 đi nhá. Combo này quá ổn rồi nha em ơi. Wow, cái đậu xanh. Nào nào. Nào, đậu xanh nào. Ui. Đậu xanh nào. Ui, từ từ nha em ơi, từ từ nha em ơi. Từ từ nha em ơi. Ok. Xanh mộ cho em, tính chơi xích kẹo à? Tức là chơi mình mà dễ à? Thanh niên này. Ok, mở bêu mưa này, quá ngon, quá ngon. Ui. Đó, mình sẽ lượm thêm một ba đạn xuống trường nữa. Tầm này là ổn rồi nha mày. Nhưng mà hiện tại thì kẹo mới chỉ có một quả bom keo thôi. Hình như là bạn này cũng không có bom keo nhá. Qua lại sao bạn ấy coi này. Ui. Sao bạn này cũng không có bom keo mọi người ơi. Buồn ghê ta. Buồn như này, ai chơi hả anh em ơi? Chạy xuống mà mình thấy là có hai chiếc xe xanh anh em ơi. Lấy đại một con chạy nha. Đây câu anh em ơi. Mình sẽ lên phía trên này cái đá anh em ơi. Wow. Khá là vắng đấy. Ui, đậu xanh. Mải chơi, đọc comment của anh em đâm ra là đâm ra là đâm cả vào mấy cái chướng ngoại vật linh tinh anh em ạ. Tôi có thời ít quá, đúng rồi em ơi. 4 túi nhưng mà anh nghĩ là vẫn đủ đấy. Không sao đâu em ơi. Cùng kẹo đi xem mạng này các bạn ơi. Xíu nữa thì mình sẽ lượm thêm từ thương nha các bạn ơi. À, tiếng chân, tiếng chân. Tướng chân anh em ạ. Ồ. Chân này hả? Ăn no liệu nha em ơi. Ăn no liệu nha em ơi. Hai quả liệu nha em. Vẫn chạy được cả. Thế thì ghê rồi, thế thì ghê rồi. Ui, vẫn chạy được cả. Thế thì ghê rồi. Ok. Đây, bây giờ thì kẹo sẽ lượm thêm túi máu nha các bạn ơi. Đó. Lượm thêm hai túi máu nữa là bây giờ thì kẹo đã có đó là 6 túi máu. 6 túi máu thì quá ổn rồi nha em ạ. Đơn giản là bởi vì bây giờ thì kẹo có mỗi ba lô 2 thôi, đâm ra hơi chán nhá. Ui, cái đậu xanh. Ui, cái đậu xanh. Bạn ơi đừng bắn mình sợ. Bạn ơi đừng bắn mình sợ. Ui bạn ơi, bạn ơi đừng. Bạn ơi đừng bạn ơi. Bạn ơi đừng bạn ơi, bạn ơi đừng bạn ơi. Ui, bạn ơi đừng bạn ơi, đừng bạn ơi. Ui, đừng bạn ơi. Bạn tính chơi mình à? À. Bạn hay quá nhỉ? Bạn tính chơi mình à? Ok ok. Đây mình lên trên mình làm thịt bạn luôn nhá. Đừng tưởng là trên mà ngon. Mình trên mình làm thịt bạn luôn nhá. Mình làm thịt bạn luôn nhá. Ui, làm thịt bạn luôn này. Trời ơi thanh niên. Đã nói rồi mà không nghe cơ. Làm thịt này anh em ơi. Thế là tôi vừa làm thịt được một con gà công nghệ nhá. Làm thịt trong. À đâu. Làm thịt xong gà công nghệ gì nhá. Gà hả em? Đồ khá là ngon đấy chứ. Ơ. Lượm lộn xuống anh em ạ. Ok ok. Đây các bạn ơi. Rồi ngon. Cái bán súng 2 thì mình sẽ ưu tiên cho khẩu súng tiểu liên MP40 hơn anh em ạ. Ok, xuống dưới cái đá. Mình sẽ kiếm con xe xanh mới mình chạy anh em ơi, cho nó an toàn nhá. Xe này hơi nát rồi. Đây, chạy ra ngoài, lấy con xe mới. Mình thấy là có vị trí của một con xe mới ở ngay phía ngoài anh em ơi. Đây các bạn ơi. Ở ngay phía này có một con xe mới nhá. Đó lại có xe mới lên chạy rồi, ngon. Let's go nào những người anh em. À đâu, let's go nào các bạn. Gà công nghiệp chứ anh. Nhưng mà cái bộ trang phục đấy thì tên của nó là gà công nghệ mà em. Ai lại gọi là gà công nghiệp hả em?
Wow, ở đây trên tròi có người à? Trên tròi hả anh em? Phải không vậy? Ôi, cậu nghĩ là trên tròi có người đấy. Thế là vừa đổ súng ngoài này mà. Chắc nó đang trên tròi rồi anh em ạ. Bạn ơi đừng xấy xe mình. Bạn ơi đừng xấy xe mình nha. Nào, lên tròi luôn anh em ạ. Lên tròi mình công rồi nhá. Không có, what the hell? Ủa đâu rồi vậy? Chỗ nào vậy? À đây à? À đây à? À đây à? À đây à? Ui, à đây à? Ui, à đây à? À đây à? Xây mộ nha bạn ơi. Thanh niên này, tưởng ở đâu cơ? Mình tưởng ở trên tròi cơ anh em ơi. Đã chạy vào đấy rồi, nhanh quá nhỉ. Đây gọi được các bạn ơi. Cùng kẹo đi xa mạng nào anh em. Bong cam bây giờ nhiều quá rồi mày, không cần lấy thêm nữa nhá. Ui, không có giáp bốn mới đâu. Thế thì mình sẽ qua thử sát thằng kia coi. À, phía trên có người này. Phía trên có người này anh em ơi. Đậu xanh phía trên có người này. What the hell, phía trên có người này. Ok, xanh mộ cho em. Trời ơi, tính xấy hả? Đây anh em ơi, lên xe và chạy thôi nhỉ. À đâu, kẹo sẽ lượm thêm từ máu đã anh em ơi. Từ máu bây giờ hơi bị ít này. Lượm thêm từ máu đây. Ok các bạn ơi, ui, bữa nay là Goza thì bản đồ nhiều quá nhỉ anh em. Chạy đâu cũng thấy Goza thế à? Toàn Goza thôi anh em ơi. Thế thì ghê rồi. Mình sẽ chạy xuống phía dưới cái đã. Đó, xuống phía dưới để loot sát thằng này cái đã anh em ơi. Còn lại có 10 đứa nữa là top 1 rồi anh em ơi, cố nha. Trận này cố top 1 rồi nha anh em ơi. Ok. Ui, scope 1x này ngon. Có scope 1x này các bạn ơi, tuyệt vời. Thế thì quá ổn rồi anh em ơi. Trang bị băng keo này. Bây giờ là kẹo có rất là nhiều băng keo rồi nhá. Đây, chỗ này là UAV luôn này. Rồi, xem là có đứa nào chạy bom hay không thì mình sẽ kêu nó luôn. Không có ai cả. Từ nhà mày đây. Bây giờ chuẩn bị là lao xe lên phía trên này các bạn ơi. Anh lái xe mới quen tay hả anh? Úi dồi ôi em ơi, anh lái xe thì không bao giờ là quen tay cả anh em ạ. Cứ vừa like vừa đọc comment của anh em là đâm ra là toàn đâm vào gốc cây thôi anh em ạ. Paloma hả? Paloma thì anh không có thích nha em ơi. Đây là anh add tính năng của Nikita thôi à. Ơ đậu xanh, thằng nào xây xe vậy? Là anh có add thêm tính năng của Andrew nữa. Ui đậu xanh nó đâu vậy anh em ơi, nó đâu vậy? Trên nhà hả? Hình như là trên nhà anh em ạ. À đây, thấy rồi nhé. Áo liệu không bạn ơi? Áo liệu không bạn ơi? Ôi bạn ơi, bạn chạy đâu rồi? Áo liệu không bạn ơi? Ôi mất máu rực cả. Qua để coi. Đậu xanh bạn ơi. Ôi, đậu xanh. Ok, thế là xanh mộ rồi nhà em. Xíu nữa mình đai anh em ạ. Đây con máu cái đá. Các bạn là mình cảm thấy sợ rồi anh em ạ. Xíu đai anh em ơi. Ghê à nha. Quần máu cho full nào các bạn ơi. Ok, lượm thêm máu đây anh em. Giáp 4 này nhưng mà hơi bị nát này. Không sao cả, ít ra nó ngon hơn giáp 3 của mình nhá. Chờ cái quân NG nó qua đi cái đã anh em ơi. Còn lại 5 đứa nữa này. Lại sắp top 1 rồi các bạn ơi, cố top 1 nha. Ok, không biết là xem mình còn ngon hay không, hay là xem mình nát rồi. Không sao cả, xe vẫn ngon, vẫn chạy đi săn mạng tốt đấy anh em ơi. Lấy go nào anh em ơi. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Kẹo chạy phá xe quá nhỉ anh em. Đây còn 5 thằng nữa này, cố gắng chơi kiếm lấy trận top 1 anh em. Năm lần nữa à? Anh em nhìn hộ mình nha, xem là năm thằng cuối đang ở đâu. Mình sẽ kêu cho nó luôn anh em ạ.
Wow. Chỗ này thì kẹo chưa thấy ai đâu này. Cứ từ từ. Chạy xe lên săn mạng luôn mà sao phải ngã ai. Wow. Thằng nào có giảm thanh vậy? Một thằng nào đó có giảm thanh các bạn ơi. Ở đây à? À tưởng ở đâu? Ở đây à? Ở đây có giảm thanh nhỉ? Tưởng ở đâu cơ? Ui ui, làm gì vậy? 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 Ui. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Bom nổ đa cho em ơi. Ok, mình sẽ ngồi tạm đây cái đá anh em ơi. Phía dưới có người nhá. Nó vừa xấy xe mình các bạn ơi. Ok, kẹo lại một đống món chó này. Không biết là nó đâu rồi ấy. Thế này có máu không nhỉ? Đây anh em ơi. Lượng thêm máu đây các bạn ơi. Tuyệt vời. Có xe mới đây anh em. Xe mới đây phải gỡ cơ. Gỡ ra hơi khó ấy. Gỡ ra hơi khó rồi anh em ơi. Ui. Em bị mắc kẹt bởi con xe kia mà. Không sao cả. Ok. Có xe rồi nha anh em. Ngon. Thế là có xe chạy đi săn mạng rồi. 4 mạng nữa này. Ok. Cái này có ai không vậy? Wow. Chưa thấy ai cả. Xe này chạy ngon quá rồi anh em ơi. À đây à. À đây à. À đây à. À đây à. Ui. À đây à. Ui. À đây à. Ok xong nha em. Nó phá xe mình này anh em ơi. Buồn ghê cơ. 3 thằng nữa nha. 3 thằng nữa tốt 1 rồi anh em ơi. Có tốt 1 nha. Ui. Lại giảm thanh nữa hả? Nào chưa giảm thanh vậy? Ui, mình đâm cả một con xe máy. Đâu, đứa nào chưa giảm thanh vậy? Trên nhà này thì phải anh em ơi. Chắc là vậy rồi, chắc là vậy rồi. Chắc là vậy rồi anh em ơi. Trên nhà này à? Phải không vậy? Đậu xanh đây à? Mày làm gì vậy? Ui, what the hell, what the hell. Cái what the hell ghê vậy anh em. Từ từ bạn ơi, làm gì mà căng, mình còn máu cái đã. Thế thì ghê quá rồi anh em ơi. Ghê quá rồi, còn mà cái đá này. Kìa kìa, nó đang chạy phía trên anh em ơi. Thôi xong. Thôi xong. Mày xanh mộ với anh rồi, mày xanh mộ với anh rồi. Mày xanh mộ với anh rồi, mày xanh mộ với anh rồi. Ui. Mày xanh mộ với anh rồi nha. Ui, nữa hả? Nữa hả? Ui. Cái đậu xanh này. Thằng cuối, thằng cuối ngay phía trên anh em ơi. Thế mình qua cái cột cái đá này. Qua cột cái đá, ok. Bây giờ xem là trang bị nòng súng 3 luôn nha anh em. Ui. Nòng súng 3 mình vứt mất tiêu rồi. Đậu xanh. Chờ nó xem anh em ơi. Nó đang ở ngay đây thôi. Mình có nhầm băng cam mà ngại gì. Mình có nhầm băng cam mà ngại gì. Mình có nhầm băng cam mà ngại gì. Ui, ngại gì. Có máu này anh em. Xem băng cam của mình cả. Mình lại sợ bạn quá nhỉ. Đây. Mình có nhầm băng cam mà ngại gì hả anh em. Đậu xanh. Ui. Đậu xanh, ui. Đậu xanh em ơi. Chạy ngu rồi, chạy ngu rồi. Chạy ngu rồi. Còn máu này anh em ơi. Đâm ra kẻ là chạy ngu quá cơ. Có mỗi quả liệu chóa này. Có mỗi quả liệu chóa này. Bo thu vào đâu vậy? À, bo thu cạnh chỗ mình. Làm gì vậy? Ui, làm gì vậy? Ui. Sơ căn hả? Ui. Ok, nhân giống nha. Úi dồi ôi, em ơi. Tính chơi với anh à? Tôi một giống nha các bạn ơi, tuyệt vời. Yes. Quá ngon. Lại tôi một nữa rồi nha em ơi, nữ hoàng sinh tồn này. Ok, tôi một luôn em, ngại gì. Như vậy là trận đấu này thì kéo đơn tới 1 với 12 kill nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.